gà ác, còn đây là rau củ quả, đây là mì spaghetti, còn đây là muối chua chanh. Đó, ăn gà ác chấm với này. Đây là tất cả những món ăn mà ngon, bổ, phù hợp với bà bầu, mà nó rẻ, nó tiết kiệm nữa. Em ăn đi. Anh mua nhiều như vậy rồi một mình em ăn sao cho hết? Em phải ăn chứ, em ăn phải là ăn cho em, ăn cho con nữa. Em ráng ăn hết đi. Bên em món này nó rẻ lắm, không có gì mắc hết. Mà nó mắc bao nhiêu anh cũng mua, tại vì nó phù hợp với bà bầu. Bây giờ anh khác rồi, không phải trẻ con như hồi xưa nữa. Bây giờ anh xác định anh là ba, là trụ cột của một gia đình, thì anh phải tiết kiệm và xài cái gì đáng xài để mà lo cho ba đứa mình nữa chứ. Anh, em, con và mai mốt còn nhiều đứa khác nữa. Ăn đi em. Ừ, nhưng mà phải tiết kiệm á nha. Ừ. Trời. Thật ra là anh xin lỗi em. Khoảng thời gian qua anh không có lo lắng chăm sóc cho em được nhiều. Thậm chí bản thân của anh đây, anh còn chăm sóc không ra hồn ra dáng gì nữa. Anh sẽ quan tâm chăm sóc em nhiều hơn, để ý cho em nhiều hơn nữa, để em không bị tủi thân. Ăn món ăn này em vui tinh thần, bổ cho con nữa. Ăn đi em. Ừ. Ăn đi, ăn này xong á, rồi xong ăn bánh ngọt của dì Mai. Dì Mai có đem bánh ngọt qua cho em ăn nữa đó. Ừ, có bánh ngọt nữa hả? Ừ, em thích ăn bánh ngọt lắm á. Em thích ăn bánh ngọt lắm hả? Ừ. Trời, người ta nói thích ăn bánh ngọt là đẻ con gái đó. Mà, ôi, em có thèm chua không? Rất rồi. Cũng có thèm chua hả? Ừ. Trời, vừa thèm chua vừa thèm ngọt. Đẻ ra con gì trời? Con gì là sao? Thì người ta nói thèm chua là đẻ con trai, còn thèm ngọt đẻ con gái, mà em thèm hai thứ luôn. Mà họ nói chung là đẻ ra con gì anh cũng thương hết. Nói chung là con trai lắm như là hoàng tử của anh vậy đó. Còn con gái giống như là công chúa của anh nữa. Em anh cũng thương luôn. Bây giờ em có hành đàn ông anh cũng yêu thương luôn. Em thành đàn ông là sao? Thì nói là em cỡ nào anh cũng yêu thương em hết. Ăn đi, anh thích được nhìn em ăn. À, thơm phức phật luôn trời. Bây giờ là chỉ còn đợi 5 phút nữa là chín là có ăn. Mới sáng ra mà đi đâu không biết nữa. Anh ơi. Ơi. Anh làm gì dưới bếp vậy? Anh đang nấu đồ ăn sáng cho em. Đợi khoảng 4 phút rưỡi nữa là có đồ ăn. Anh đang nói thiệt hay nói chơi vậy? Anh đang rất nghiêm túc cô Tiên à. Từ từ, ba mẹ trẻ em đi theo anh ra đây. Đợi một chút xíu, đợi một chút xíu là có đồ ăn. Anh nấu đồ ăn sáng cho em. Ngay đây, ngồi xuống đây. Ờ, sao tự nhiên bình thường anh mua về tiệm mà bữa nay anh nấu đồ ăn sáng vậy? Em biết sao không? Anh đã nghiên cứu kỹ rồi. Đồ ăn mà mua bên ngoài á, nó không có hợp vệ sinh, nó sẽ ảnh hưởng tới bà mẹ và trẻ em nữa. Nên anh quyết định rồi, anh sẽ nấu đồ ăn ở nhà và phục vụ hai mẹ con em luôn. Thiệt, trời ơi, anh tự đi chợ, tự nấu nướng đồ luôn. Mà đi chợ xong mới biết nha, trời, nó rẻ gì đâu, nó rẻ hơn đồ ăn mua tiệm nhiều lắm em ơi. Hồi đó giờ ta nói anh không có tin, bữa nay anh làm mới biết. Trời ơi, từ giờ về sau một ngày ba bữa là anh nấu ăn cho em ăn luôn, cơm, canh nè. Rồi bao nhiêu đồ ăn bổ dưỡng anh sẽ phục vụ tới tận răng hai mẹ con em luôn. Yên tâm đi, bây giờ mình tiết kiệm được này nè. Xong rồi là mai mốt là mình có tiền mình dành dụm, rồi để dành tiền cho con, cho em nữa. Hả? Một phút rưỡi nữa, một phút rưỡi nữa. Đợi một chút. Mà nè. Cái gì? Đi chợ có chắc là rẻ hơn không vậy? Rẻ, trời ơi, anh trả hay giá là dữ lắm em ơi. Trời ơi. Đó, thấy chưa? Sao sao? Được, được, bình thường, bình thường. Không gì hết. Chín rồi nè. Có nấu được không? Mày phá hết đồ của em đi. Ngồi đó đi, để anh phục vụ cho. Anh múc cháo qua cho. Ngồi yên, ngồi yên. Đây, món cháo, món cháo An Thái do Áo Quân làm cho Tiên đó. Ăn đi, thưởng thức đi, ngon lắm. Tâm huyết của anh không á. Áo Quân làm hả, chứ không phải Quán Quân phải không? Trời ơi, ngon hơn Quán Quân luôn á. Ôi, nhìn hấp dẫn dữ vậy luôn á hả? Ăn đi, ngon lắm. Mai mốt là một ngày ba bữa, anh vô bếp nấu ăn phục vụ cho em luôn, tiết kiệm tiền nữa. Nắm hỏi luôn á. Ừ. Gà này anh tự làm luôn hả? Làm, một tay anh làm hết, sạch, hợp vệ sinh. Thiệt luôn á, con ơi là con có phước lắm luôn á. Tự nhiên ba con nấu cho con ăn là thấy lạ lắm luôn á nha. Thấy sao? Tuyệt vời. Ủa,
Anh không nêm gì hết hả? Sao nhạt nhát vậy? Nhạt lắm luôn á. Nè, anh ăn thử đi. Không, anh tìm hiểu kỹ trên mạng rồi. Cháo an thai dành cho bà bầu là không cần phải nêm nếm gì hết. Anh đọc trên mạng. Người ta nói vậy hả? Anh nghiên cứu kỹ rồi nè, nè em coi nè. Để nấu món cháo an thai này, các bà mẹ cần chuẩn bị một con gà mái cùng gạo nếp vừa đủ, làm sạch gà, thái miếng, cho vô nồi đổ nước hầm kỹ, rồi cho gạo nếp đã do sạch vào nấu cháo. Hết. Đâu có kêu nêm nếm rồi gì đâu. Là như đó là mình làm như đó, rồi ăn vô đầu là bổ thai. Trời ơi, thiệt luôn á. Bây giờ nấu cái gì cũng phải nêm nếm hết. Trên đây người ta không ghi á, là chuyện dĩ nhiên rồi. Ủa vậy nấu cháo cho bà bầu ăn cũng phải nêm nếm nữa hả? Nấu cho bất kỳ ai ăn thì cũng phải nêm nếm, không nhiều thì ít chứ. Nhạt nhát vậy sao mà ăn? Thôi vậy được rồi, để cái này đổ bỏ đi, anh ra chợ anh mua cái khác nấu cho em. Thôi thôi thôi, tự nhiên đổ bỏ uổng lắm. Bây giờ anh cho vô nồi đi, rồi em chỉ anh cách nêm lại. Em chỉ anh hả? Ừ. Đi đi đi. Trời ơi, thấy không? Bởi vậy, đồng vợ đồng chồng là cháo nào cũng ngon hết. Bây giờ sao? Nêm nếm sao? Giờ anh cho vô nồi đi. Cho vô nồi lại hả? À, là vậy hả? Sao? Ừ, vừa ăn rồi đó. Nha, anh thử không? Nào. Ngon hẳn là liền luôn á trời. Ngon quá. Đây, đây anh quậy cho nó đều. Múc gà tô vậy. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.